Một ngôi đình cổ ở ngay nội thị được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, có tên là Long Thanh, ra đời vào năm 1720. Công trình có cấu trúc hình ống rất sâu, tạo nên thế thâm nghiêm huyền bí. Đền đài, lăng tẩm, đình chùa là những di sản văn hóa quý giá về một thời khai khẩn, lập ấp, định cư, mở cõi ở vùng đất Nam Bộ, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Đình Long Thanh hay còn gọi là Long Thanh Miếu, tôn thờ những người có công khai phá và xây dựng miền đất này. Đó là các tiền hiền khai khẩn từ năm 1700 đến năm 1719 gồm 4 vị, các hậu hiền khai cơ từ năm 1721 đến 1740 gồm 10 vị. Nội điện được trang trí theo kiểu sơn son thiếp vàng rất công phu, bao gồm khánh thờ, hoành phi, bao lan, vân vân, toát lên vẻ đẹp uy hoàng, thiêng liêng và lộng lẫy. Các vị được thờ có thể do dân chúng suy tôn hoặc do nhà nước phong thần trở thành thành hoàng bổn cảnh để phù hộ cho dân. Một ngôi đền luôn có 3 chức năng song song là hành chính, văn hóa và tôn giáo, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống cộng đồng, làng xã, là biểu tượng nổi bật của làng quê Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.